Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những mẫu xe SUV cỡ C của nhà Mazda. Đó là chiếc Mazda CX-30 nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Thì ở phiên bản này thì chúng ta sẽ được phân phối là hai phiên bản, là bản Luxury và Premium, đều đang được hỗ trợ chương trình lên tới là 100% thuế trước bạ luôn. Thì ở bản Luxury khi được hỗ trợ 100% thuế trước bạ thì chúng ta chỉ còn là 709 triệu thôi. Đấy. Và ở bản Premium thì chúng ta được hỗ trợ 100% thuế thì chỉ còn 749 triệu. Đó, cực kỳ là tốt luôn. Thì xe ở hai phiên bản Luxury và Premium thì đều được trang bị tất cả các cái ngoại thất nội thất giống y hệt nhau, nên mọi người có thể nhìn thấy. Đó, đều là trang bị đèn bi LED. Chỉ có bản Premium thì chúng ta sẽ được cái công nghệ đèn sẽ được nâng cấp lên, và cũng như là cái đồ họa của đèn nó sẽ khác đi một chút nhé mọi người nhé. Đấy. Còn lại mặt ca lăng này giống nhau này. Đây, tất cả các phiên bản Mazda thì sẽ không không cắt hết những cái option mà khách hàng cảm thấy là rất là cần thiết, nên là mọi người yên tâm nhé. Đó. Thì ở cái phiên bản này là phiên bản dòng xe nhập khẩu thế hệ Generation 7 là mới nhất của nhà Mazda. Đó. Nó với cả cực kỳ rất là nhiều các cái tính năng tự động khóa khi ra khỏi xe này, gương tự gập này, cảnh báo điểm mù này, cảnh báo trạch làn đường này, cảnh báo giữ làn đường này, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, và thậm chí là còn có cả phanh thông minh nữa. Phanh thông minh trong thành phố đấy mọi người ạ. Đấy. Thì nó là dòng xe nhập khẩu nên là chất lượng thì rất là không phải bàn rồi. Mọi người quá hiểu là dòng xe nhập khẩu. Sau tôi sẽ đi qua về cái cốp cho mọi người nhé. Bản hiện tại tôi đang quay đây là bản Luxury nhé. Đấy, đây là bản Luxury. Tất cả các phiên bản, cả bản Luxury và bản Premium thì đều được trang bị là hệ thống cốp điện nhé. Cốp rất là rộng luôn. Đây, mọi người có thể xem qua. Cốp chỉnh điện và có nhớ vị trí cũng như là chống kẹt mọi người ạ. Xe thì được trang bị hệ thống bô đôi thể thao này. Đó. Thì để biết thêm chi tiết giá lăn bánh cũng như là quà tặng cho khách hàng thì hãy để lại thông tin và liên hệ cho chúng tôi. Đấy. Thì chúng tôi sẽ gọi hỗ trợ cho các bạn để báo giá qua cái chương trình này cũng như là quà tặng cho mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.